Tôi tự giới thiệu, tôi là Lý Văn Huynh, nhân viên tư vấn thuật thương mại công ty Hưng Fit vùng đồng bằng sông Hai. Nay tôi sẽ giới thiệu với các bác, anh chị là cách xả vôi sút cầm chuồng nhé các bác nhé. Đây vôi tôi đấy, ở hố tôi đây các bác. Đây mình sẽ đổ, mình sẽ tôi ra xong mình cho vào cái xe để mình đi xả xuống gầm chuồng nhé. Mục đích của cái này là gì? Khi mà ở dưới gầm chuồng ấy, mình vệ sinh, mình xịt đi phân nó ỉa xuống ấy, thì hàng tuần nó vi khuẩn nó sẽ tăng sinh. Vậy là mình sẽ xả vôi sút để nó kìm vi khuẩn nó về mức thấp các bác nhé. Vậy thì làm thế nào? Có nhiều cách làm, thì ở đây có cái cách là mình cho lên, cho vào xe đấy các bác. Đây có cái xe đây, xong là mình đổ đây các bác, rất tiện không? Đây nha, tôi đi theo cậu em cho các bác xem. Bác thấy chưa? Thấy chưa? Vậy nó sẽ rất là đều nha các bác nhá. Thì cái này với các bác chăn nuôi chuyên nghiệp ấy, thì các bác phải làm lịch, làm định kỳ hàng tuần nha các bác nhá. Hàng tuần là mình có xả vôi sút gầm chuồng và quét vôi đầu máng. Vậy thì mục tiêu của cái xả vôi sút gầm chuồng quét môi đầu máng là gì, tôi nói lại nhé. Thứ nhất là những cái vi khuẩn lên mảng bám thì hàng tuần ấy, thì nó khi mà lợn nó đài thải ra mình xịt rửa nó không hết được. Với lại là xịt rửa bằng nước thì vi khuẩn, vi sinh vật nó không chết hết được các bác ạ. Vậy nên là mình phải xả vôi sút, xả vôi một sút để mục tiêu là nó diệt con vi khuẩn E. coli, Salmonella, rồi Pasteurella ở môi trường, ở trong môi trường chăn nuôi ấy, nó tồn tại ở dưới gầm chuồng như này các bác nhá. Đây tôi quay cho các bác xem đây. Đây gầm như này đúng không ạ? Các bác thấy chưa? Đấy, khi mình xả như vậy thì nó sẽ dám một lớp vôi ở đây và nó sẽ tồn tại ở đây để nó nếu mà vi khuẩn nó có heo nó bài thải ra thì con cái vôi ở đây nó sẽ diệt khuẩn. Các bác ạ. Quét vôi đầu máng cũng vậy. Mình phải làm quét vôi đầu máng hàng tuần hoặc là hàng tháng tùy từng trại. Đấy, xả hết này trắng hết các bác nhé. Đây tôi quay cho các cậu bác xem. Tiện không? Hoặc là các bác lấy cái xe chở cám, tra cám, các bác chạy, các bác không dùng tự động thì các bác lấy xe tra cám, các bác hòa vào đấy xong các bác lấy xô, các bác hoặc lấy gáo các bác dội thôi, không có gì đâu các bác. Đấy, đấy các bác thấy chưa? Như vậy tôi sẽ chám một lớp đi. Đây là máng ăn tự động các bác, đây hôm nào mai mấy hôm nữa tôi sẽ quay cái máng ăn tự động cho các bác xem. Đây quét vôi cái đầu máng đây các bác nhé. Khi mình quét vôi đầu máng vậy thì nó cái vi khuẩn nó sẽ giảm rất nhiều các bác nhé. Đấy, nó rêu riêu cái thứ nó bám mảng bẩn lắm đấy, quét hết sạch hết. Thank you.
rồi. Cảm ơn các bác đã xem video của tôi nhé. Chúc các bác là luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Rồi đặc biệt là yêu nghề chăn nuôi và thành công với việc trong việc là phòng chống dịch bệnh các bác nhá. Nếu bác nào mà có muốn sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty Người Fit thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua cái số điện thoại tôi link ở dưới, hoặc là các bác có thể liên hệ với các cái anh em ở Người Fit khác ở khắp mọi miền toàn quốc các bác nhá. Rồi cảm ơn các bác, chào tạm biệt các bác.